Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình sẽ chơi Roblox Paint Simulator. Thì trong game này á, là mình đang là họa sĩ nha mọi người đó. Nhưng mà hiện tại bây giờ họa sĩ này nghèo quá đó, thì không có tiền để mà nâng cấp thiết bị này nọ để mà có thể vẽ được những bức tranh đẹp. Thì bây giờ tôi sẽ chuyển qua từ thợ vẽ, tôi sẽ chuyển qua làm thợ sơn đó. Thì nói chung là tùy khu vực thì sẽ có một số cái khu vực nó sẽ cho mình những cái khung tranh như thế này. Đó là tôi có thể vẽ được nè. Đấy, mọi người thấy không? Đó, tôi vẽ ra được này Mona Lisa luôn. Ơi khủng khiếp chưa, nhưng mà có điều là cái cổ của tôi nó hơi cùi đó mọi người thấy không. Đấy, cứ mỗi lần vẽ xong cái này thì biết chừng nào nó mới hoàn thành được một cái bức tranh, quá lâu. Đấy, thì bây giờ là tôi trước khi bắt đầu vào game thì tôi sẽ nhập code cho mọi người biết. Thì game này hiện tại là nó đang có là 4 code. Thì code 3 code nó sẽ cho mình tiền và một code nó sẽ cho mình gọi là boost. Đây, code này nó cho mình boost nè. Boost là chút nữa boost gì thì chút nữa vô trong cái phần kia là sẽ biết. Và code thứ hai là code này. Đấy, more coins, nó more coins có S nha, nó sẽ cho mình 2000 tiền. Đấy. Rồi code thứ ba là code many coin, đó more coin được many coin nữa. Thì code này nó sẽ cho mình tiền luôn. Thì nói chung là hai code cho tiền và hai code cho tiền và một code cho boost. Đấy, boost thì nó cho mình gì? Đây mọi người vô boost. Người sẽ lấy đây triple coin. Thì ở đây coin của nó sẽ có hai loại tiền nha, vàng và tiền. Tiền ở trên này là dùng để nâng cấp cái túi sơn. Cái hũ đựng sơn á và cái súng sơn. Cái thứ hai á là tiền này là dùng để nâng cấp mua thú. Đấy, tiền này duy nhất chỉ để mua thú thôi, còn tiền trên này là mua đủ thứ luôn rồi, qua cổng đồ này nọ là mua hết ở đó đó. Đấy. Rồi ok, bây giờ tôi sẽ đi sơn. À quên, có boost mà phải xài thôi chứ đúng không? À, có boost phải xài. Đấy, use. Rồi, đấy bắt đầu đi sơn thôi. Đó. Bây giờ thời gian đầu là tôi phải đi sơn để tôi có mớ tiền. À quên, tôi đang có 2000 tiền mà. Ờ dở ha. 2000 tiền là tôi cũng có thể mua được rồi. À mua ở đâu cả? Đây, bài cool. Tôi sẽ mua 2000 tiền. Ủa khoan, nó cho mình 2000 coin hay 2000 tiền? Ê, hình như là hai cái code đó nó cho mình coin chứ không phải cho mình tiền mọi người. Khó lạnh. Mọi người, tôi cầm cái sơn này đó, bây giờ đúng chất thợ sơn luôn. Trời ơi, cái sơn. Đấy, trong này là tôi có thể sơn tất cả mọi thứ nha. Trừ việc sơn súng. À, sơn súng là tôi sơn không có được. À, còn bạn nào mà chưa hình dung cái sơn súng nó là cái gì thì chắc tra Google cũng sẽ ra thôi. Đấy. Ôi ôi, thấy không mọi người, thấy không, thấy cùi vẽ chưa? Đó, cùi vẽ ra nè. Đấy, đẹp không? À cái game này thì nó sẽ có cái project. Rồi có nghĩa là mọi người vẽ cái đâu á thì nó sẽ lưu cái đó. Ví dụ như mọi người vẽ xong cái bức tường này mọi người thoát ra thì lần trước á mọi người thoát ra vô lại là nó sẽ mất. Còn bây giờ mọi người thoát ra vô lại thì nó không có mất. Đấy. Rồi, ngon lành liền. Thì game này nó mới update là như vậy. Rồi được bao nhiêu tiền rồi? Cả 10.000 coi. Đi liền. Đi liền, 10.000 là đi liền, để lâu nó nguội. À, tôi qua được cái kế bên. Thì nếu như mọi người mà có thể sơn được hết cái mấy cái khu này á, sơn được hết một khu á là nó sẽ thưởng. Còn thưởng bao nhiêu thì tôi không rõ. À, tại vì mọi thứ tôi sơn chút, nói chung là tôi làm đẹp cho đời. À, thì tôi tính tiền giá rẻ thôi, một cái bớt mảng tường này tôi tính khoảng cầm chừng đâu để sơn hết có bao nhiêu tiền. À, chắc cầm chừng 6.000. Ôi ôi, có 7.000 đô chứ nhiêu. Ủa rẻ không? Quá trời rẻ luôn, 7.000 đồng. Ôi giời ơi, đây nó có cái nè, on farm nè. À. À những cái chỗ nào mà cao á thì mình có thể đặt cái này ra để mà mình leo cầu thang. Rồi. Cool, bây giờ tôi sẽ mua cool kiếp. Tôi mua cái 1.300, tôi mua cái 3.500 và tôi mua cái 7.000. Đấy, sau đó tôi qua cái canister là cái thùng chứa xăng, cái thùng chứa sơn ấy. À. Rồi hết tiền rồi. À hết mọi người thấy không? Đó, tiền lên nhất cái thứ mà nó cần nhất luôn á chứ. Đấy, tôi sẽ sơn. Khi mà tôi sơn đủ một phần nhà thì tôi sẽ dừng. À, cả gì sao, cả gì tôi không thể nào mà sơn hết được. Tôi mà sơn hết thì những cái người đi sau, người ta không có công việc làm. Đấy, tôi phải bày công việc ra cho người ta làm chứ đúng không? Đấy, rồi. Đó, à quên, trong game này nếu như mà mọi người muốn lên tiền nữa thì mọi người join group nha. Join group thì mọi người sẽ được sẽ lên tiền nó sẽ được thêm 10% tiền. Đấy. Ở đây là có nguyên cái giếng sơn luôn nè mọi người. Tính ra trong này tôi không có tốn tiền sơn nha. Tôi chỉ tốn tiền mua dụng cụ thôi. Đấy. Còn lại là nó có hết trơn. Đấy. Còn lại sơn là xài miễn phí luôn. Ngon. Quá trời ngon. Ở 20.000 rồi. Có nên mua hay là đi qua chỗ khác không ta? Nên mua không? Mọi người thử nghĩ nên mua không? Không, mua cool đi cho nó chắc ăn ha. Đấy. Mua cool đi. Rồi mua. Thôi rồi. Cái này 40.000 lận mọi người ơi. Trời ơi, không có đủ tiền. Biết sao giờ. Nó kêu là phải save free hết, phải save hết cái đống này thì mình mới có nhiều tiền được.
mà sợ xây hết cái đống này thì tôi sợ tôi không. À quên, trời ơi nãy giờ có, tôi quên mua cái con pet, trời ơi ẩu đấy. Trời ơi mà mua pet thì nó lại uổng 10 phút của tôi rồi. Ơ kìa, trời ơi nó cho mình con chuột hả trời. Mua mấy cái con này á thì nó sẽ giúp mình là đợi xíu nha. Rồi cái đấy nó nói chung là mỗi cái này thì nó sẽ có cái riêng, ví dụ như cái này là ability 1 nè đấy, rồi sơn độ rộng của sơn 1, cấp độ 1 nè đấy. Nó có hai cây, biết lấy cây nào đây con, cây thật cây này đi đấy. Và nói chung là để mình qua bên kia rồi mình mua luôn, tại vì thật sự ra thì có cái này tôi cũng không có, tôi cũng không thấy có cần thiết lắm. Ở bao đây là cầm xa mà, quên cầm xa, có nghĩa là mình sẽ sơn xa ra hơn được một chút xíu. Ủa cái chỗ sơn đâu rồi? À đây 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 đây. Nãy bây giờ tôi phải làm nhanh gọn lẹ. Ui bên này nguyên một cái mảng tường bự luôn, dài vậy cũng không sơn bên này. Trời ơi sơn bên này lên kỳ quá trời lên nè, thấy không, người thấy sướng không, lên 40.000 dư xăng. Ở một mảng tường này cô sơn chắc cũng khoảng 20-30.000 chết gì. Nãy giờ mới sơn có một nửa, sơn cũng gần hết rồi, nửa gì nữa chắc cũng tầm chừng hai mấy ngàn. Rẻ đúng không, rẻ mọi người, rẻ hai mấy ngàn đô nha, chứ phải hai mấy ngàn đồng đâu. Hai mấy ngàn đồng mướn tôi cũng không có làm đâu á, thiệt á. Đấy mọi thứ tôi xây tôi sơn là trời ơi, vô cây tôi là đâu ra đó hết sơn, nhưng sơn cạn luôn mà vẫn nhìn nó vẫn nhất như thường, nhất những cái thứ cần nhất. À được, à, bao nhiêu? Thôi hay tôi qua cổng, tôi qua cái chỗ kế bên luôn đi. À, mọi thứ tôi xây ít thôi. À qua bên này tôi xây biệt thự chắc là nhiều tiền hơn. Đấy, biệt thự chắc chắn là nhiều tiền hơn rồi. Rồi, trước khi sơn thì full rồi, cần quá gì nữa. Đây, biệt thự nè, đây một căn biệt thự. Để coi xây hết cái mảng từ này thì tôi được bao nhiêu tiền. Ồ mọi người thấy không? Nó mới xây có chút xíu thôi mà tôi đã được 10,000+. Trời ơi, tôi là thợ sơn mà chỉ ngoài việc sơn súng là không được ra thì còn mọi thứ khác là tôi sơn tuyết tuần tuột hết đấy. Tôi xà rong đó tôi cũng sơn được nó chứ. Rồi được 13.000 tiền để đi mình phải nâng cấp thêm cái hũ sơn mới được mọi người. Ở đây có chỗ nào mua bé không? Đây bên này đấy, cái mọi thứ của đi của sơn của sơn lũng cả lũng củng như nè. cũng lên tiền chứ không phải. Ôi 40.000 rồi mọi người ơi, mua liền ngon đấy, mua cái này rồi đi sơn tiếp. Cứ mỗi lần đi sơn xong rồi tôi quay lại tôi mua cái gì, một con gà màu vàng hả, cái gì mà ghê vậy, một con gà màu vàng đây. Trời ơi agility 2 ngon. Trời ơi tôi có con gà có cái chó nè mọi người. Con gà có cái chó nghe nhức nách rồi. À đền được 4.000. Ủa tôi mua súng chưa? À tôi mua đây này, súng xịn hơn nè mọi người. Đó thấy không? Mọi người thấy súng xịn hơn không? Đấy. Cái độ rộng cái độ rộng của sơn nó cũng nhiều hơn nè. Đó. Thì cùi sơn kiểu này thì tôi sẽ lên tiền nó nhanh hơn. Đấy. Sơn xa hơn nè mọi người thấy không? Đấy cái rank á. Cái rank của tôi nó càng cao thì tôi sơn nó càng xa hơn. Nói chung là mấy con bét này với lại mấy cái vật dụng của con bét nó cũng giúp mình khá nhiều đấy. Chỉ có điều là mình dễ hết, mình dễ hết hết sơn quá. Hết sơn đúng nhanh luôn. Rồi. Để cô coi thử coi bây giờ cô sơn hết cái đống này thì tôi mất khoảng bao nhiêu nè. Được bao nhiêu tiền nè. Trời ơi sơn hết cái đống này chắc cũng phê luôn á mọi người, phê lôi luôn á. Nhà chưa sơn. Sau khi nhà sơn xong và nhà chưa sơn thì nó sẽ khác nhau như thế nào. Không, tôi nghĩ là tôi nên để dành 100 tiền đi. 100.000. Đấy. 100.000 chắc cũng nhanh mà. Rồi tôi đi sơn thêm vài cái nữa là tôi đủ tiền để lên 100.000 rồi. Trời ơi còn 8.000 nữa là lên rồi. Sắp đủ rồi mọi người. À, sắp đủ rồi. Ngon. Sơn trước luôn. Lên 100.000 luôn. Nhảy lên, lên 100.000 liền cho tôi. Lên 100.000 để tôi đi để tôi đi qua bên kia nữa. Cố lên. Đó, sơn hết. Rồi, ok, 107 rồi, ngon rồi đó. 107 là ngon rồi đó. À mọi người thấy không? Lên khôn nhưng ba khôn lên đúng nhanh luôn mọi người. Lên 16.000 này biết tôi mở chừng nào nó mới hết, thiệt luôn á chứ. Bây giờ mở một cái thì cùng lắm chứ cỡ chừng có 500 thôi chứ nhiêu. Đấy. Rồi, mua cái character. Không mua được. Trời ơi, nó cho tôi một cái con common này để làm cái gì, tôi có con epic rồi. À, cool. Đấy, tôi chuyển qua cool, tôi mua một cái cool. Rồi tôi chuyển qua đây, tôi mua một cái này. Đấy, ngon. Yeah. Rồi, xong. Lại được, cho cái gì đây? Lại, sao đưa con này hoài vậy? Tôi đâu có muốn, tôi đâu có thích con này nữa đâu. Rồi, sắp xong rồi mọi người. Uầy. Nãy giờ là tôi sơn hơi bị phê đấy. Nè, tôi sơn nguyên bốn mặt cái này luôn nè. Ó, bốn mặt cái tòa nhà bên này. Rồi full mặt tòa nhà bên này. Ó, tòa nhà bên này màu xanh lá cây tôi thích là đẹp nè. Đó.
Rồi cái farm nhỏ này giống như nhà chó rồi đúng hơn á, nhưng mà thôi nói chung là cái farm nhỏ đi, cái nhà trong farm ấy đó. Rồi bây giờ tôi còn cái xe tải, cái xe container này tôi chưa sơn xong đấy, là tôi sơn xong cái này nữa là hiện tại bây giờ cũng đang 95% rồi. À, tôi sơn được cái hình, tôi vẽ được cái hình này luôn nè mọi người, ghê không, đỉnh cao là như thế đấy, đẳng cấp thợ sơn. Rồi là tôi sơn xong rồi còn gì nữa, ủa bao nhiêu phần trăm rồi? Trời ơi, bây giờ 97% biết thiếu cái nào đâu mà 97%. 97% thì thiếu cái gì trời? Ủa, còn cái gì cũng chưa sơn không ta? Ôi dồi ôi, đi gần lại gần để sơn. Ủa chỗ nào mà lại gần để sơn ta? Ủa, à, do mình để xa quá nó như thế. Ủa, vậy tính ra còn thiếu cái gì cũng chưa sơn ta? Tính ra là mình sơn hết luôn rồi đó chứ. À, đừng nói cái nhà này phải chui vô trong này để sơn nha, khổ lắm luôn á. Trời ơi, sơn hết rồi, sơn sạch. À, sơn sạch luôn nè, thấy không? Để còn một coi né né cái kiểm tra kỹ mấy cái gốc ngách này, mấy cái ngách của nó nè. Tôi sợ mấy cái ngách này tôi bỏ quên lắm nè. À, ủa đâu có đâu, sạch hết rồi mà. Ủa, sơn đúng đẹp luôn á chứ, vậy còn thiếu cái gì tôi chưa sơn à? Ơi, ở đây còn nguyên cái bức tranh luôn mẹ ơi. Trời đất ơi, tôi sơn xong hết. Nó thưởng tôi cái gì? Đừng nói nó thưởng tôi cái bực như đó tiền, chắc tôi chửi luôn á. Vẫn 97 mọi người, vẫn 97%. Why? Ủa, cái sao tôi sơn xong cái này rồi mà vẫn 97% nha? Why? Ủa, tôi còn thiếu cái gì nữa? À, cái gì thế này? Vậy còn thiếu... À ơi mẹ ơi, bức tranh chỗ này nữa hả? Ôi giời ơi, còn nữa không? 98%. À, ổ thùng rác nữa. Ôi giời ơi, còn thùng rác nó chưa sơn, phải sơn luôn cái thùng rác nó mới chiều. Khổ thiệt chứ. Đây cái chỗ mé mé cái chỗ này, không biết nó có cho sơn không nè. Nó không cho sơn nha mọi người, nó không cho sơn nha. 99 rồi. Còn một cái nữa. Cái nào nữa? Còn một cái nữa. Đây, hàng rào. Ôi trời ơi, hàng rào. Ok. Hàng rào thì dễ thôi, hàng rào đi. Gì, phần thưởng là nhân ba đã. Ngon. Trời ơi, ngon. Cái tôi đang cần là cái nhân ba tiền. À, Zeus. Ôi giời, thế là đủ tiền đi qua bển. Qua đây là sơn, sơn này là sơn gì, có sơn sơn à, sơn chậm xăng, sơn chậm xăng. À, ok. À, qua đây sơn chậm xăng thì tôi mua một cái đã rồi tính tiếp. Bây giờ khôn tôi nhiều lắm mọi người ơi, giờ hết nhân ba, mặc dù hết nhân ba khôn rồi đó nhưng mà vẫn còn quá trời nhiều. À, sẵn rồi mua thêm cái nữa rồi đi nâng cấp cái súng lên để coi thử mấy con bé này nó có ngon không. Đây bé này Agility cũng hay à, có gì đâu ngon, bình thường. À, rồi, unlock này 200 ngàn luôn nè mọi người, thấy kinh không? Unlock nó không mà 200 ngàn á. À, giờ tôi sẽ unlock cái này đi. Rồi, tôi unlock thêm cái cần thiết không ta? Chắc không cần đâu. Hay là đi qua khu mới luôn. Ừ, qua khu mới luôn, bệnh gì cử. Ôi, giờ tiền có nhiều mà. Đi một phát một qua bên trầu cái này mà xây. Này, cái này có, ủa, cái này có phải chỗ để refill không? Ủa đúng rồi, refill nè, sao tôi không refill được? Ê, bạn refill sao bạn? Ê, how to refill? Ê, rồi mỗi lần qua đây refill bằng kiểu gì? Hơi trời đất ơi, qua bên đó xong không biết refill sao luôn. Rồi chỗ này mua bét ở đâu? À đây, bét nằm ngay đầu đường. Không lẽ giờ mỗi lần refill cái tôi chạy qua bển tôi refill. Vậy thôi tôi làm ở bển luôn cho rồi đi, chứ còn những tôi chạy qua đây chỉ cho khó khăn. Đây một cái đuôi cóc, à cóc đuôi ngựa. Nên ta gọi là cóc đuôi ngựa nó nằm ở đâu nhỉ? Cóc đuôi ngựa đây, cóc đuôi ngựa. Độ lan nè, cái này là độ lan nè. Còn này là độ xa nè, đó độ lan và độ xa. Ủa gì kỳ vậy? Nhớ cũng mỏng lắm mà sao độ lan gì nó hơi sida sầm xí đú vậy. Ok, mấy cái game này nó lại hay theo duplicate thì nó trả mình lại à. Cứ vậy á, cứ duplicate là nó trả mình lại tiền. Hơi kỳ. Trời ơi, thôi bây giờ cứ xây thôi ấy. Nói chung là mọi người cố gắng xây được, sơn được hết thì sơn nha.
Bị sơn hết á sẽ cho mình mấy cái boost cũng ngon lắm á. Ví dụ như boost kỳ nó mọi người, trời ơi lên kỳ nhanh cực kỳ luôn ha mọi người thấy không. Tôi sơn có một cái nhà này không mà tôi nhận được gần 100.000 đô rồi, ghê không. Trời ơi kỳ lên nhanh lắm mọi người ơi. Có cái boost đó là kỳ lên nhức nách luôn á. Thầy rồi. Ủa mà khoan, nãy là tôi nó lại hay theo nữa nè, thiệt luôn á chứ. Sao đưa ra cái hay theo hoài. Để coi cái boost nó có cho thêm gì nữa không. Không, còn 7 phút nha. Ok, kiếm cái mảng nhà nào bự bự là tôi sơn hết. Đây, cái nhà này nguyên cái mảng cười bự nè. Đó, cái mảng cười bự này nó mới giúp tôi lên kỳ nhanh. Chứ còn mà bình thường như mấy cái kia thì lên kỳ lâu lắm. Chỉ cần thật sự ra chỉ cần sơn một cái nhà thôi là tôi cũng đủ kỳ để tôi qua được cái khu kế bên rồi. Nè, qua khu này nè. À, 200.000 chứ nhiêu. Yeah. À, bây giờ nó mới cho bây giờ mới nó mới cho refill nè. Hồi nãy nó không cho refill thế nó mới cay chứ. Ôi cái nhà này thật sự quá nhiều luôn mọi người ơi, không hiểu làm sao mà sơn hết được đây nữa. Giờ ngoài việc sơn mấy cái thứ này ra thì có thể nó bắt mình sơn gì không? Sơn tường. Đúng rồi, sơn này ra còn sơn tường. Ôi graffiti quá trời luôn. Ôi giời ơi. 300.000 rồi, mua tool luôn. Unlock luôn. Trời ơi. Giờ nhiều lắm luôn á mọi người ơi, thật sự giờ nhiều lắm luôn á, mà sơn rộng hơn trước luôn nè mọi người. Ê, trời phải như thế. Đấy nó sơn rộng hơn trước luôn nè, ngon không? Quá trời ngon. Nhưng mà sơn trong này á là tôi chỉ thích sơn những cái thứ nào gọi là ví dụ như là nguyên một cái mảng tường mà nó không có cái cửa sổ như thế này nè. Đó, ít cửa sổ thôi. Thì lúc đó thì tôi mới có nhiều tiền chứ. Giờ mà nó bắt tôi sơn cái cửa mà kẹt cái cửa sổ thì thật sự ra tiền nó không có nhiều đó. Thiệt, tiền nó không có nhiều hết, sơn nó chán lắm. Ấy. Ấy lên được. À xong, mới sơn chút xíu đủ tiền qua không? Ồ sắp đủ rồi, à, sắp đủ tiền rồi. Bây giờ qua thôi. Qua càng qua là nó càng mắc. Này nhiêu đây? Ồ 6.000 5.000 mua luôn. Trời ơi. Tiền coin giờ tôi đâu có sợ thiếu. À. Ôi, rồi một cái sừng epic. Ở đâu một cái sừng rare chứ. Sừng rare đây. Trời ơi, cầm xa nhân 2 luôn mọi người ơi. Trời ơi, sơn nhà băng luôn nè. À, cầm xa nhân 2 là nó như thế này nè. Đó, thấy không? Có nghĩa là mọi người sẽ đỡ được cái gọi là bắt thang hả? Đấy, sẽ đỡ được công đoạn gọi là bắt thang lên hỏi ông trời. Đấy. Đó, sơn thấy không? Sơn thêm chút nữa lên thêm được mớ tiền. Ngon không? Qua wow, trời ngon, tiếp theo 325 kỳ cái gì? Ui trời ơi, qua cái 1 luôn á thề. Qua cái 1 luôn tôi mua thêm cái nữa nè. Đấy. Để coi giờ nó cho mình cái gì đây. Bùm. Một con chó hả? White dog hả? White dog thì nó nằm ở khoảng nào các khoảng này đúng không? White dog thì cũng ability 2 chứ nhiêu, có khác gì đâu. Ok, mua thêm cái nữa. Đấy. Bùm. Rồi, một cái tay này là ổn rồi đó. Cái tay này chắc là cũng khoảng được 2. À, ủa cái tay hả? Tưởng cái đuôi chứ. Ôi, đuôi spread lên 3 luôn nè mọi người. Nó không có 2 mà nó... Rare nè, epic nè. Epic mới là màu đỏ nè. Rare nó màu vàng nè hả? Mọi người thấy không? Rare đó. Rồi thì ok, thì Kea sẽ dừng video này tại đây thôi. Thì nếu như bạn nào thấy thích video này á, đừng quên bỏ lại cho mình một like, một share và đừng quên subscribe channel của mình để nhận thêm nhiều video mới nha. Bye bye mọi người.